Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Thì hôm nay tiếp tục chia sẻ cho anh chị em một trong những cái dòng hoa lan rất là đẹp. Thì đây hôm rồi em có đi sưu tầm được một cái chậu giáng hương tam bảo sắc. Đây, chậu này thì hiện tại là đang có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cây hoa, 11 cây ngọn nhé, 11 ngọn và có tới 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ngọn hoa. Anh chị em nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đẹp luôn. Về cái kết cấu của cái giò lan này thì được trồng bằng cây gỗ lũa và cũng khá là lâu đời rồi. Tại thì chắc chắn là cái cục gỗ này nó cũng rơi vào tầm độ khoảng 4 năm đến 5 năm gì đó. Đấy. Anh chị em nhìn thấy chưa? Nó rất đơn giản thôi. Đấy, đây là giáng hương tam bảo sắc lá xếp nhé. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là cây nó rất là đẹp. Và độ phát triển của cây rất là ok. Đấy, cái giò giáng hương tam bảo sắc này thì có lẽ là cũng không phải là dễ tìm đến bây giờ thời điểm này đâu ạ. Giò này thì em cũng xin chia sẻ cho mọi người với cái giá là 1.800.000 đồng nhé. Giò giáng hương tam bảo sắc lá xếp rất là đẹp và về một hướng luôn, bộ rễ thì rất là gọn gàng, rất ok. Anh chị em nhìn thấy rồi đấy. Đây là hàng số 2 này, một dề hoàng thảo chuỗi ngọc, nguyên một dề luôn. Và cây này thì đang bám rễ rất là đẹp rồi, nguyên một dề anh chị em nhé. Mắt đen hoa tím đậm rất là đẹp. Dề này đó là tác phẩm đi dự thi. Đấy. Cho anh chị em biết rằng là rất là đẹp. Đấy. Nguyên si đây. Dề này em bán là 2 triệu nha anh chị em nhé. 2 triệu. Dề hoàng thảo chuỗi ngọc. Mắt đen. Hoa tím đậm. Đã không chơi thì thôi. Đã chơi là phải sưu tầm những cái giò nó độc đáo. Đấy anh chị em. Quế tím. Kèm. Với lại nhạn tháng tư đang hoa đây. Quý tím nhạn tháng tư. Cục gỗ lũa là gỗ gù hương.